Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi mà không gõ được tiếng Việt có dấu. Cái trường hợp này là rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao máy của em không gõ được tiếng Việt có dấu. Vậy thì cái nguyên nhân ở đâu và cách xử lý như thế nào? Thì để mà gõ được dấu tiếng Việt ấy, thì các bạn cần phải có một cái phần mềm mà phổ biến là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là Unikey. Đấy. Phần mềm Unikey, và khi mà chúng ta gõ được dấu tiếng Việt đấy thì là ở phía dưới này này các bạn thấy là nó phải là hiện chữ V như thế này, còn nếu mà nó hiện chữ E như này này là chúng ta sẽ không gõ được dấu tiếng Việt đó. Đó là bây giờ mình ví dụ mình gõ mà xem không không gõ đấy, các bạn thấy không, được dấu tiếng Việt, tiếng Việt đấy, các bạn gõ như vậy nó sẽ không được đấy. Thì là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ nhất là cái phần mềm Unikey này ấy, là ở cái vị trí phía dưới bên phải này nó đang hiện chữ E, thì có nghĩa là tiếng Anh, thì chúng ta sẽ không gõ được dấu tiếng Việt. Vậy thì chúng ta để gõ dấu tiếng Việt được ấy, thì chúng ta phải chỗ này này, chúng ta phải chọn chữ V, chúng ta chuột trái vào nó để nó hiện chữ V thì chúng ta mới gõ được dấu tiếng Việt này. Đấy. Bây giờ gõ tiếng Việt bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy thì nếu mà cái chữ này là chỗ này là chữ V này, và bên này này, các bạn chú ý này, bên này phải là chọn chế độ là tiếng Anh. Đấy, để nó sẽ không bị sung. Đấy, tức là nó chúng ta dùng một cái theo một cái bảng mã thôi. Đấy, thì nó sẽ không bị mâu thuẫn thì chúng ta mới gõ được dấu tiếng Việt. Vậy thì cái lỗi mà chúng ta không gõ được dấu tiếng Việt phổ biến là thường máy tính của các bạn ấy sử dụng tiếng Trung này, tiếng Hàn này hoặc tiếng Nhật đấy song song với tiếng Việt. Nếu mà trường hợp ấy chỗ này này các bạn nhé, chỗ này mình đang để là tiếng Việt, nếu ở bên này mình cũng để tiếng Việt nữa đấy, các bạn thấy là Vietnamese này, các bạn chọn tiếng Việt nữa, hai bên tiếng Việt luôn, thì đôi khi ấy, là nó sẽ báo lỗi đó. Bây giờ mình thử nhé, thử gõ gõ tiếng Việt, tiếng Việt đấy. Với trường hợp này máy tính của mình là nó đồng ý cho gõ như vậy, nhưng mà nếu mà trường hợp với một vài máy khác nó sẽ không cho. Giả sử bây giờ chỗ đó mình không phải là các bạn sử dụng tiếng tiếng Trung chẳng hạn, thì bên này các bạn sẽ chọn chữ V là tiếng Việt đúng không, nhưng bây giờ các bạn muốn gõ tiếng Trung chẳng hạn, mình bên này các bạn sẽ chọn tiếng Trung và bên này vẫn gọi tiếng Việt đấy. Vậy bây giờ các bạn gõ nhé, thử gõ gõ xem sao. Vì mình không có sử dụng tiếng Trung cho nên ấy, là nó vẫn chấp nhận được đấy, và nó vẫn đồng ý cho mình đấy. Nhưng mà các bạn chú ý mình không biết tiếng Trung đâu, thì các bạn nếu mà trường hợp mà các bạn gõ tiếng Trung ấy thì các bạn sẽ đôi khi chúng ta đang gõ tiếng Trung sau đó chúng ta chuyển sang gõ tiếng Việt ấy, mà nó không được ấy, thì các bạn chú ý là nếu mà để gõ được tiếng Việt ấy thì các bạn dùng một cái bảng mã thôi, tức là nếu mà trường hợp chúng ta gõ tiếng Việt thì chỗ này chúng ta chọn chữ V, thì bên này chúng ta hãy đang các bạn mà đang gõ tiếng Trung ấy là các bạn phải chuyển sang tiếng Anh chẳng hạn thế, thì lúc đấy các bạn mới gõ tiếng Việt bình thường được. Đấy là cái trường hợp xử lý lỗi thứ nhất, là cái cách mà chúng ta chuyển để gõ được tiếng Việt. Cái cách thứ hai ấy, nếu mà trường hợp các bạn mà chỗ này là các bạn muốn gõ tiếng Việt ấy thì có thể là các bạn chỗ này các bạn chuyển thành tiếng Anh, thì ở cái phần bên này này là các bạn sẽ chọn là tiếng Việt ở đây, thì các bạn cũng sẽ gõ bình thường được. Đấy, mình thử cho các bạn xem nhé, gõ bình thường đúng chưa ạ. Đấy, vậy thì các bạn chú ý nhé, nếu chỗ này tiếng Anh thì ở phía bên này các bạn phải chọn tiếng Việt thì các bạn mới gõ được dấu tiếng Việt, còn nếu mà bên này mà các bạn chọn tiếng Việt thì tốt nhất bên này một số máy, bởi vì các bạn đang gõ tiếng Trung, ý là các bạn đang gõ tiếng Trung hoặc tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật đấy, thì khi mà các bạn gõ tiếng Việt thì nó sẽ bị lỗi cái kiểu là không có dấu tiếng Việt như vậy ấy. Thì nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì cái phần bên này này là các bạn chọn tiếng Anh cho mình, chọn tiếng Anh nhé. Có thể là nếu các bạn đang sử dụng máy tiếng Trung ấy thì là ở trên này nó sẽ không hiện như thế này, mà nó sẽ hiện ở dạng trạng trạng thái là tiếng Trung, thì các bạn cũng phải nhớ là các bạn chọn về cái trạng thái tiếng Anh ấy đó, tức là cái tiếng tiếng Anh ở ở trong cái ngôn ngữ tiếng Trung nó là cái chữ gì đó thì các bạn sẽ tự biết tiếng 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 Trung hoặc tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật ấy đó.
Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta đang gõ tiếng Trung này, tiếng Hàn này, tiếng Nhật này mà không gõ được tiếng Việt thì các bạn chú ý cái điểm đấy. Đó. Vậy thì cái lựa chọn ở đây ấy, chữ V và chữ E nó không phải tự nhiên mà nó có, mà để có nó ở đây ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái phần mềm gõ tiếng Việt. Cái phần mềm mình vừa giờ mình mở cho các bạn xem đấy là cái phần mềm Unikey. Nó đây này. Để các bạn nhé, mình nháy đúp chuột trên màn hình này. Đấy. Máy của mình nó không không hiện lên, nhưng mà thường ấy, các máy tính nó đều có cái phần mềm Unikey cài sẵn ở trên này. Đó, thì các bạn mở nó lên và các bạn sẽ thấy là để mà cho nó hiện được ấy thì các bạn phải mở cái phần mềm đó lên. Đấy, Unikey các bạn nhé, Unikey đây này. Unikey. Đấy các bạn thấy không? Nó đây này. Đúng không? Đấy, chúng ta mở nó lên. Đấy, chúng ta mở nha. Đấy. Của mình nó đang báo lỗi một chút, nó báo lỗi. Thì máy tính của các bạn thường nó ở ngoài desktop này này là nó sẽ có một cái biểu tượng icon của cái phần mềm Unikey các bạn nhé. Thì các bạn mở vào nó, các bạn mở vào nó thì nó sẽ hiện cái cửa sổ để cho chúng ta lựa chọn đấy, để chúng ta cài đặt nó. Thì các bạn sẽ thấy là có cái phần cái cửa sổ giao diện nó hiện lên ấy. Đấy, thì mình mở trên Google để cho các bạn xem thì cái phần mềm đấy nó sẽ như thế nào. Đấy, mình sẽ gõ là kích hoạt đây. Đấy, kích hoạt phần mềm Unikey trên máy tính này. Đó, mình mở lên cho các bạn xem nhé. Đó, thì các bạn thấy này, ở trên này. Đấy. Đó, các cái bước người ta hướng dẫn này. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ thường máy tính của chúng ta có rồi thì chúng ta không cần tải đâu các bạn nhé. Nếu mà trường hợp máy tính của các bạn nó không có thì các bạn mới cần phải tải về. Đó, chúng ta đấy, các bạn thấy chưa? Đó, nó sẽ như thế này. Khi các bạn mở lên ấy, đấy, nó sẽ như thế này. Và các bạn có thể bấm vào cái phần mở rộng này này. Đấy, bấm vào phần mở rộng nhé. Sau đó các bạn tích vào cái mục là khởi động cùng Windows. Thì khi đó là khi mà máy tính của chúng ta mở lên ấy, thì cái phần mềm này nó cũng sẽ chạy theo, tức là nó sẽ hoạt động theo máy tính của chúng ta. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đóng, bấm vào cái nút đóng này này. Thì sau đó khi đóng rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy máy tính của các bạn nó sẽ có cái phần chữ V hoặc chữ E ở đây. Thì chúng ta có thể gõ tiếng Anh hoặc tiếng Việt được. Thì là sử dụng cái phần mềm đó. Thì chúng ta nó sẽ thuận tiện hơn, chứ không thì chúng ta mỗi lần mà chúng ta mở chúng ta cần gõ mà nó không có dấu ấy, thì lúc đấy chúng ta lại phải mở nó lên thì nó khá là mất công. Đấy, chúng ta lên thiết lập mặc định cho nó như vậy nhé. Các bạn nhớ là mở phần mềm lên và tích vào cái mục này này, khởi động cùng Windows các bạn nhé. Đấy, các bạn không nên tích vào cái mục là bật hội thoại này khi khởi động. Nếu trường hợp mà các bạn tích vào cái mục này ấy, thì khi các bạn mở máy tính lên thì cái hộp thoại đấy nó sẽ hiện lên, cái hộp thoại này này, hộp thoại này này nó sẽ hiện lên. Thì mỗi lần các bạn nó hiện lên các bạn này mất công tắt nó đi, thì tốt nhất là các bạn đừng có tích vào cái mục này, mà các bạn chỉ tích vào cái mục là khởi động cùng Windows thôi, để cho cái phần mềm này nó kích hoạt, tức là khi mà máy tính mình mở là cái phần mềm này nó cũng sẽ chạy, tức là chúng ta có thể gõ được tiếng Việt ngay lập tức. Đó, thì sau đó là nó sẽ hiện dưới cái góc bên phải này là chữ V hoặc chữ chữ E các bạn nhé. Đó. Rồi, thì đấy là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn cách để mà gõ tiếng Việt mà đôi khi các bạn gặp phải cái vấn đề là gõ tiếng Việt nó không có dấu. Đấy, thì với trường hợp là nếu mà các bạn sử dụng gõ tiếng Việt ở đây thì tốt nhất bên này các bạn chuyển về tiếng Anh cho mình. Đấy, mình tóm tắt là như thế. Nếu ở đây là tiếng Anh thì các bạn có thể chọn, muốn gõ tiếng Việt thì các bạn chọn vào cái phần là tiếng Việt ở bên này. Đó, thì là các bạn sẽ gõ được bình thường, tức là một trong hai cách tùy các bạn. Đấy. Ngoài cái việc là sử dụng phần mềm Unikey, nó còn có nhiều phần mềm khác nữa để mà có thể gõ được tiếng Việt. Thì đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Unikey thôi. Đấy là cái phần mềm mà nó khá phổ biến cho dân văn phòng. Đây là cái lỗi mà không thể gõ được tiếng Việt có dấu ở trong máy tính nhá, các bạn chú ý như vậy. Đó. Thì nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúng ta hãy theo dõi những cái clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái lỗi mà các bạn hay gặp phải trong quá trình các bạn làm việc. Đó.
Xin chào các bạn ở đây.